Đã bao giờ các bạn đi mua một mẫu CPU và việc nhìn những mẫu CPU A, B, C hay thậm chí có mẫu CPU X, Y, Z đến từ các hãng ấy, nó có thông số spec rất tốt. Thế nhưng có những mẫu CPU nó cho phép khóa xung, có những mẫu CPU nó cho phép mở hệ số xung nhiều để các bạn có thể ép xung. Vậy thì tại sao lại có câu chuyện đấy? Silicon Lottery, đấy chính là Silicon Lottery. Thì đây là một khái niệm rất ít được nhắc tới ở Việt Nam và các bạn search Google ra thì nó cũng không rõ ràng cho lắm. Bởi vì có những bài viết nó ghi thế nhưng nó lại không rõ ràng, nhưng mà có bài viết rõ ràng thì nó lại bằng tiếng Anh. Thì Silicon Lottery đơn giản nó chính là sự may rủi trong quá trình tạo ra các CPU. Thì từ tấm waffle sau khi được gia công để tạo ra các con chip thì nó luôn có tỷ lệ nhất định có những miếng waffle có sự xịn xò, chúng ta có thể tạo những CPU có hiệu năng cao để ổn định này, có những miếng waffle chất lượng nó không ổn định cho lắm thì sẽ tạo những CPU cấp thấp hơn. Thì mình sẽ lấy ví dụ điển hình nhất là dòng Core phổ thông đi. Những con CPU xịn xò nhất thì đều lọc từ tấm waffle chất lượng cao thì Intel nhá. Trong video ngày hôm nay sẽ nói về Intel nhá. Intel Core i9 10900K, xung nhịp rất cao 5.3 GHz/10 nhân và 20 luồng xử lý. Thì việc cái mẫu CPU đấy Intel đã chọn ra mẫu CPU nào xung nhịp đạt như vậy, ép xung được sẽ đặt tên là Intel Core i9 10900K. Thế nhưng có những mẫu CPU khác, có những miếng waffle, có những con chip khác nó yếu hơn một chút, xung nhịp nó chỉ là 5.2 thôi, thì nó sẽ được đặt tên là CPU Intel Core i9 10850K. Mình mới làm video đấy. Và có những mẫu CPU có hiệu năng gần tương tự như vậy, thế nhưng nó lại không ép xung được do nó quá thiếu ổn định, thì Intel sẽ không cho phép ép xung nữa, sẽ khóa hệ thống xung nhịp của nó lại, khóa lại ở mức khoảng độ 5.0 GHz và đặt tên là Intel Core i9 10900 thường và giảm giá bán ra thị trường. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một mẫu CPU kiểu Core i9 10900K thử nghiệm, thế nhưng nó lại bị chết mất từ 1 đến 2 nhân thì Intel thay vì kiểu là sẽ giữ lại thì sẽ tắt luôn 2 nhân đi và đặt tên nó Intel Core i7 10700K. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ giảm dần thành Pentium và Celeron. Nói như vậy không nghĩa rằng các con CPU cấp thấp các bạn mua đều là đồ hỏng, tất cả chỉ trên lý thuyết mà thôi. Mình xin nhấn mạnh lại, tất cả chỉ trên lý thuyết mà thôi. Và thực tế rằng các nhà sản xuất luôn có thể chủ động được dây chuyền sản xuất của họ để tạo ra các CPU như mong muốn. Như các bạn thấy rồi đấy, CPU thế hệ 14 nanomet của Intel nó xuất phát từ gọi là thế hệ 5 rồi, lên đến thế hệ 10 nó vẫn là 14 nanomet. Thế nên Intel hoàn toàn có thể kiểm soát được cái chất lượng của CPU. Và mình đưa ra những lý do, những cái ví dụ ở đầu tiên ấy để cho các bạn thấy được Silicon Lottery nó trông như thế nào thôi. Hoặc những bạn nào thực sự mua CPU mà nó là từ những CPU bị hỏng ấy thì cũng không phải lo lắng đâu, bởi vì Intel đã trực tiếp tắt bằng cả phần cứng lẫn phần mềm. Tức là nếu như một nhân CPU đã bị hỏng ấy thì Intel sẽ bắn trực tiếp laser vào để hủy cái lõi bị hỏng đi, sau đó nạp các tập lệnh cần thiết cho CPU Intel Core i nó chuẩn chỉ và chính xác nhất. Thì việc CPU được đóng gói như nào thì CPU sau khi được sản xuất ra ấy, sẽ đặt vào các vỉ như kiểu giống như vỉ sô-cô-la ấy và được chuyển tới các nhà máy, thì nơi sẽ chịu trách nhiệm test lại lần cuối trước khi đóng hộp và chuyển tới những nhà phân phối và cuối cùng đưa lên tay người dùng như mình và các bạn. Còn đối với người dùng cao một chút, đó chính là người dùng ép xung, thì liệu có ảnh hưởng hay không? Xin chia buồn là nó có ảnh hưởng dù ít hay nhiều, bởi vì không một con CPU nào được tạo ra giống nhau hoàn toàn cả, nó chỉ giống nhau ở cái thông số cơ bản thôi nhưng sẽ khác nhau ở điện năng tiêu thụ. Thứ nhất là để người dùng có thể quan tâm được họ sẽ trích bao nhiêu điện cho CPU, và khi sản xuất một mẫu CPU ra Intel sẽ nạp các tập lệnh cần thiết vào. Thế nhưng khi mà sử dụng trong ngày đầu tiên ấy, các bạn ép xung lên đúng không, thì CPU các bạn có thể ổn định, sang ngày thứ hai nó vẫn ổn định, sang ngày thứ ba nó vẫn ổn định, thế nhưng sang ngày thứ tư chưa chắc nó đã ổn định. Thế nhưng mà cái đây các bạn không phải lo, đây không phải lỗi nhá, đây chính là một cái tính năng hoặc sự may rủi trong quá trình ép xung thay đổi số thông nhịp khi so nhà xuất. Bởi vì mỗi một con CPU được đưa ra thì Intel đã mặc định là gần như trong mọi trường hợp ấy, tức là nhá, bây giờ các bạn check trên trang chủ Intel Core i9 10900K xung nhịp tua bút đơn nhân của nó có thể tối đa là 5.3 GHz, thì trong toàn bộ quá trình các bạn sử dụng 1 năm, 2 năm hay thậm chí là 10 năm thì nó cũng sẽ không bị thay đổi. Thế nhưng khi các bạn ép xung hay nói một cách nôm na là mở khóa hệ số xung nhịp, tức là sự tùy biến theo cá nhân, thì việc CPU các bạn có thể ngon nghẻ thì các bạn có thể giữ xung nhịp rất cao trong thời gian dài mà không vấn đề gì cả. Thế nhưng có những bạn hơi đen một tí, mua được những mẫu CPU nó không được ngon nghẻ, hoặc những bạn không biết ép xung, thì CPU các bạn sẽ phải mất nhiều công hơn để có thể đạt được mức xung nhịp tốt hơn. Đây là một tính năng của Intel hoặc là bất kỳ hãng nào, kể cả AMD, nó cũng giống như vậy thôi. Vẫn hơi khó hiểu một chút đúng không? Hay bây giờ mình sẽ nêu ra một ví dụ để cho các bạn dễ hiểu hơn. Thì ông A có mẫu CPU Intel Core i9 10900K ép xung lên đến 5.5 GHz trên toàn bộ 10 nhân mà chỉ tiêu thụ có 340W điện. Còn ông B đen một xíu khi ép xung được cũng lên được 5.5, thế nhưng mà lại tiêu thụ tới 370W điện. Đấy chính là một trong lý do mà gần như các bạn không thể nào thấy được một video hướng dẫn ép xung bài bản và chắc chắn. Thì nếu như chúng mình sẽ không làm một video hướng dẫn ép xung, bởi vì mỗi một con CPU sẽ có thông số tùy biến khác nhau và phải tự tay làm thì chúng ta có thể biết được. Thì sẽ có những nghe đến đây bảo ui ông này lại nói phép rồi, dùng Intel X2 kéo một phát lên luôn. Thế nhưng các bạn dùng Intel XTU ấy, thì các bạn đã biết được cái chức năng kéo của nó. Ok, thì đồng ý một điều là các bạn có thể kéo được cái xung nhịp lên rất dễ dàng. Thế nhưng các bạn cứ thử kéo bừa bãi vCore xem, kéo xung nhịp CPU lên, trích tiêm điện CPU mà không tính toán ấy, xong stress test bằng Prime 95 phiên bản nặng nhất nhá, thì xem màn hình các bạn có xanh như bầu trời Hà Nội không bay không.
Intel XDU có thể nó là một biện pháp trải nghiệm để có thể ép zoom để lấy kinh nghiệm thì được. Thế nhưng bạn không thể vin vào đấy để lấy một cái thước đo được. Nếu các bạn muốn ép zoom một cách bài bản chắc chắn sẽ phải vào trong BIOS, thì khi đấy các bạn phải cân đo đong đếm một cách chính xác để không bị xanh màn. Và việc tăng cường hệ thống các bạn bằng cách ép zoom đó là một điều vô cùng dễ hiểu thôi, thế nhưng nó lại không hề dễ dàng một chút nào cả. Thế nên bây giờ các bo máy chủ thế hệ thứ 10 ấy, hoặc mẫu bo máy chủ cao cấp, nó sẽ có tính năng gọi là tự động tính toán ép zoom, hoặc nó có núm vặn sẵn đấy, các bạn chỉ vặn vài cái là được, vậy cho nhanh đỡ đau đầu. Thế nhưng các bạn biết đau gì không? Đau ví đấy. Thì ở trong video tiếp theo thì mình sẽ làm thêm về silicon lottery trên CPU AMD và hướng xử lý của AMD nó như nào. Thì trong video này thì các bạn đã thấy được hướng xử lý của Intel nó sẽ ra sao và nó ảnh hưởng như nào tới người dùng. Thì đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.